hành vi cướp giật tài sản, hai đối tượng Nguyễn Văn Sang, 28 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng và Võ Trường Đạt, 28 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ. Trước đó, khi phát hiện bà Nguyễn Thị Châu, 41 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, đi bộ tại ấp Bào Bông, xã Phước An, trên cổ có đeo sợi dây chuyền trị giá 8 triệu 300 ngàn đồng. Sang và Đạt đi trên xe máy cùng chiều, áp sát, giật sợi dây chuyền rồi nhanh chân tẩu thoát, nhưng đã bị đội cảnh sát hình sự công an huyện Nhân Trạch bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Phú Hội. Sang và Đạt đều nghiện ma túy và có tiền án tiền sự về tội danh này.